Hi, xin chào các bạn. Hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau học về các thứ trong ngày. Các thứ trong ngày. Chúng ta sẽ học từ chủ nhật đến thứ bảy. Được chưa nào? Hay, các bạn cùng đồng mình nhá. Nichiyobi. Nichi là chủ nhật, được nhá. Nichiyobi là chủ nhật. Thứ hai, getsuyobi. Thứ ba, kayobi. Thứ tư, suyobi. Thứ năm, mokuyobi. Thứ sáu, kinyobi. Thứ bảy, doyobi. Nichi, getsu, ka, sui, moku, kin, do. Được như nào? Thêm chữ yobi vào đằng sau vào. Được nhá. Nichiyobi, getsuyobi, kayobi, suyobi, mokuyobi, kinyobi, doyobi. Làm thế nào để nhớ được các thứ một cách đơn giản bây giờ, một cách nhanh chóng bây giờ? Ngay sau đây mình sẽ dạy các bạn. Được như nào? Hay, chúng ta sẽ học từ chủ nhật. Ở bên Nhật, chủ nhật là thứ bắt đầu một tuần mới ở bên Nhật nhé, chứ không phải là thứ hai. Các bạn nhớ, chủ nhật là thứ bắt đầu một tuần mới. Thế nên là khi mà mình nói là thứ hai tuần sau tôi sẽ đi làm cái ấy, thì có nghĩa là nichigetsu, tức là thứ hai tuần sau nữa cơ, chứ không phải là ngày mai. Được chưa nhở? Hay, thôi bỏ qua cái vấn đề đấy đi. Bây giờ chúng ta sẽ học cách nhớ các thứ rất là đơn giản. Các bạn xem nhá. Hay, chúng ta cùng nhau đến với bản tin ngày chủ nhật. Được chưa nào? Đây là một nhân vật rất là nổi tiếng, các bạn biết là ai không? Ai đây? Shinichi đúng không nhỉ? Shinichi, được chưa? Hay, các bạn ấy, chủ nhật. Đúng nhỉ, chủ nhật. Bản tin ngày chủ nhật chúng tôi đã phát hiện ra Shinichi đã cặp kè với lại là Ranmori. Đúng nhỉ? Đây là Ranmori đúng không? Còn đây là Shinichi. Vậy thì Shinichi, các bạn nhớ nhá, chủ nhật là Nichi. Shinichi. Đúng nhỉ? Shinichi. Chủ nhật là Nichi. Được chưa nào? Ok. Tiếp theo bản tin ngày thứ hai của chúng ta có gì đây? Bản tin ngày thứ hai là gì đây? Minget chúng ta có gì đây? Cuộc gặp gỡ giữa Minget và Tsubasa. Minget ai không biết đúng không? Tsubasa ai biết đúng không? Vậy thì thứ hai sẽ là Getsuyobi. Được chưa nào? Ok, đơn giản đúng không? Chúng ta chuyển sang bản tin ngày thứ ba. Một cậu bé rất thích ăn cà chua. Một ngày cậu ấy có thể ăn lên đến vài cân cà chua. Được nhỉ? Vậy thì chúng ta sẽ có là thứ ba, kayobi. Bản tin thứ ba là gì? Cậu bé rất thích ăn cà chua phải không nào? Đúng rồi. Ok, cho chuyển sang thứ tư. Một anh chàng sinh viên cứ đến ngày thứ tư mà anh ấy gặp xui xẻo. Các bạn nhớ nhá, thứ tư xui xẻo thì chúng ta được chữ xui, được chưa nhỉ? Không đọc là suyobi mà đọc là suyobi. Cái chữ này thì biến thành chúng ta sẽ thêm từ đây được nhá. Hãy suyobi, suy xẻo, đấy nhá, thứ tư suyobi. Tiếp theo chuyển sang một câu chuyện khác. Ngày thứ năm mình dự định thứ năm mình sẽ đi làm mộc. Các bạn nhớ nhá, thứ năm mình sẽ đi làm mộc. Thứ năm đọc là mộc. Các bạn nhớ này, thứ năm mộc thì sẽ là Moku. Được chưa? Mokuyobi là thứ năm. Được như nào? Và dự định của ngày thứ sáu của mình là sẽ làm gì? Dự định ngày thứ sáu của mình là sẽ đi xem phim kinh dị. Kinh dị. Thứ sáu làm gì? Đi xem phim kinh dị. Đúng không? Thì thứ sáu thế nào? Kinyobi. Đấy nhá. Và cuối cùng dự định ngày thứ bảy của mình thì sẽ là gì đấy? Ở nhà đồ xôi ăn. Đúng là đồ là thứ bảy. Ok, vậy thì chúng ta nhau ôn lại cách nhớ các thứ trong tuần bằng các hình ảnh sau đây nhá. Được rồi, tin tức ngày chủ nhật là gì? Chính xác. Đúng rồi, Nichiyobi, Shinichi, Nichiyobi. Hay, tin tức ngày thứ hai là gì? Đúng rồi, Minget gặp Tsubasa đúng không nào? Getsuyobi, Getsu, đúng không? Tin tức ngày thứ ba, cậu bé ăn hết mấy kg cà chua một ngày đúng không? Thứ ba này. Tin tức ngày thứ tư, cậu sinh viên này thế nào? Đúng rồi, suốt ngày gặp xui xẻo mà thôi, đúng không nào? Tin tức ngày thứ năm, đúng rồi, à không phải tin tức mà là gì? Dự định ngày thứ năm của mình là gì? Đúng rồi, đi làm mộc. Mokuyobi. Đúng không? Dự định ngày thứ sáu của mình làm gì? Đi đâu nhỉ? Đi xem phim. Phim gì đấy? Kinh dị. Chính xác. Đúng không? Và cuối cùng dự định ngày thứ bảy của mình là gì? Ở nhà. Ở nhà làm gì? Đồ xôi. Đồ yobi.
Vậy là nhớ rồi đúng không nào? Hay, chúng ta cùng nhau tưởng tượng một chút thôi là nhớ được, đúng không? Hay, Chủ nhật, 日曜日, thứ hai, 月曜日, thứ ba, 火曜日, thứ tư, 水曜日, thứ năm, 木曜日, thứ sáu, 金曜日, thứ bảy, 土曜日. Thấy chưa nào? Ok, các bạn thấy đơn giản không? Được rồi, mình sẽ làm rất là nhiều các video clip như thế này để cho các bạn xem. Bye bye, vậy các bạn trong các video clip tới nha. Bye bye.